anh ơi. Cứ em anh ơi. Thằng này quay đi. Bả bỏ mày ăn. Rồi, cứ em anh ơi. Đi không? Đi qua không? Anh ơi. Mày biết tao làm đây bao lâu nữa không? À, xin chào tất cả mọi người đã đến kênh Mạnh TG nhá. Thì mọi người xem thì cũng thấy là chỉ còn một chút nữa thôi là anh em mình phạt xong cái quả đồi này rồi. Đấy thì em nó cũng được ông chủ đồi vừa lên là thanh toán tiền rồi. Đấy nên là em nó hăng hái làm cho xong việc. Nhặt lấy lốt cái đấy rồi là ngồi nghỉ tí em ơi. Ngồi đây cho mát này. Đấy. Mọi người ạ, hôm nay mình được ông chủ đồi lên trả tiền nước mà vui thật. Tiền công của mình thì còn 2 triệu thôi nhưng mà ông cho thêm 500. Thôi 500. Thì mình còn phát độ một đoạn từ đây ra kia nữa là xong rồi mọi người ạ. Độ khoảng nửa tiếng nữa là ok rồi. Bây giờ là 3 giờ chiều ấy. Anh em mình làm từ 1 rưỡi nhỉ? 1 rưỡi ra đây nào? Sắp xong rồi. Mai nào em đi săn với các anh. Đi săn cả ngày mệt hơn đi phát đồi nhiều. Nghe em thấy đi săn thoải mái và vui vẻ, vui hơn. Thì đây mọi người nhìn đây, còn một khoảng khu lẻ thôi. Bữa nay mình rất là vui, mình đi hoàn thành nhiệm vụ sắp xong công việc của mọi người. Thì số tiền này mình sẽ gửi về cho mẹ mình. Vừa ấy không cầm nước à? Em không. Ai? Ai đây? Mấy thằng này, ai cho chúng mày vào đây chúng mày làm? Đó. Đó. Ai cho chúng mày vào đây làm? Khu vực này là bọn tao quản lý, ở khu vực này ai đứng này có thể làm. Ờ đây là người thuê mà, ông cho đi làm thuê mà. Ông nào thuê đây? Ai thuê? Ông chủ đồi. Tao làm đây bao năm mà mày tự nhiên cướp mức cơm tao, đưa tiền ra. Ông Văn ạ. Đưa tiền ra. Đưa em anh ơi. Ờ anh ơi. Anh ơi. Cướp em anh ơi. Thằng này quay đi. Bả bỏ mày ăn. Cướp em anh ơi. Đi không? Đi qua không? Anh ơi, đây là em đi làm thuê. Quay, anh ơi, đây là bọn em đi làm thuê chứ sao anh mấy anh làm gì ấy? Tao không cần biết bác nào, khu vực cái khu vực của bọn tao. Chúng mày không đây nhá. Bọn tao phải giấu chúng mày. Từ ngày đằng sau cấm khu vực bất cả coi nhớ chưa? Anh cho em xin lại tiền đây anh ơi. Mới tiền đó. Thằng này mới theo. Để em xin lại anh ơi. Xin tiền rồi. Anh ơi. Anh ơi. Cho em xin lại tiền anh ơi. Xin anh còn tiền. Cho anh xin lại tiền đây anh ơi. Mày biết tao làm đây bao lâu nữa không? Xin tiền rồi. Xin tiền rồi. Xin tiền rồi. Này này này. Anh Tài ơi, nó vừa lấy cướp hết tiền của Mạnh rồi. Tài à, mấy thằng này làm sao rắm đến đây cướp công an việc làm bọn tôi. Bây giờ là cái đồ này nó làm nhá. Em nhận phát mà. Đây là người ta thuê làm chứ không phải cướp cái gì đâu của các ông đây, tôi không biết. Đây là em tôi đã làm đây bao nhiêu ngày rồi. Bọn tôi ở đây là làm từ đầu, từ bao nhiêu năm rồi. Các ông ai cho phép các ông đến đây? Bao làm thì biết, chủ bây giờ chủ người ta thuê là chủ người ta thuê anh em làm. Em nhận. Không để gói chuyện được. Đây là ông bắt thuê em gì em làm chứ em. Tôi nhận bao năm nay rồi. Thôi ra không cãi nhau nữa. Đây, đây thằng người quen mà. Đây, đây. Đây, đây, thằng em Tài đây là người quen có gì bổ ban nhá.
Anh quen không? À? Anh dám. Bây giờ như thế này thì tiền. Ui. Anh đây ơi, anh đây. Anh ơi. Mình với Tài anh em quen biết nhau từ lâu rồi. Quen biết đấy. Không biết thì sao lại đi cướp tiền của Mãnh? À. Bây giờ thì bây giờ bọn anh đang nhận được cái điểm này từ lâu rồi. Không, bây giờ như anh mẹ, bây giờ em nói này. Thực ra bây giờ thằng cu em này là em của em. Nó không ở nơi khác đến đây chứ không phải là người ở đây. Nếu người ở đây thì anh em mình biết nhau. Nhưng bây giờ nó là người khác đây mà cái hoàn cảnh nó cũng rất là khó khăn. Thì cái chú chủ đồi này là năm nay chú ấy là thấy thương em nó về hoàn cảnh. Thì chú ấy năm nay chú thuê em nó làm đây thì thực ra là cái tiền công cũng không có nhiều đâu. Mọi năm bọn anh làm nào thì em cũng không biết. Nhưng mà năm nay thì tiền công cũng không có nhiều đâu. Chỉ có 3 triệu hơn 3 triệu thôi. Thì để cho em nó có công việc, làm ăn lấy cái thu nhập thôi chứ cũng không phải là tranh cướp gì của anh cả. Thế nên ví dụ như là năm nay đã như thế rồi thì thôi sang năm, từ năm lại để bọn anh làm. Chứ nhưng mà bây giờ bọn anh đánh nó là không được đâu. Ông này vừa đấm em vào mắt ấy, mắt bạn này, nếu như mà đấy nhận anh em đấy thì là khó khăn thì là bọn tôi sẽ giả lại, nhưng mà lần sau từ sang năm trở đi là đến đây phải hỏi bọn anh em tôi thì mới được làm, không tự nhiên thì chui đây làm anh em tôi làm. À, đây bao nhiêu năm nay rồi anh nói không phải đấy, ông chủ người ta thuê ai người ấy làm chứ. Ôi thằng Nguyên thôi, tức là bây giờ này cái đồi này mọi năm bọn anh làm đúng không, nhưng mà năm nay là em nó hoàn cảnh nó khó khăn thì nó cũng mới gọi xa cơ lỡ bước về đến đây thì em đứng ra nhận để cho nó làm đấy, chứ không phải là tự nhiên nó đến đây nó tranh cướp gì với công việc của anh cả. Anh mà biết em của em thì bọn anh cũng không đến đây mà gây gỗ cả. Thì... nhận thì các ông biết là địa bàn của chúng tôi rồi, các ông phải nói trước bọn tôi một câu chứ. Thì tất nhiên là muốn nói nhưng mà đôi khi không gặp bọn anh thì nó cũng khó, bởi vì công việc thì nó chỉ làm tuần chục ngày là xong thôi. Vậy em bây giờ bọn em đi săn bắt suốt ngày thì công việc nó cũng bận, thì ví dụ là không chưa gặp được thì mình chưa nói được, còn nếu mà gặp được mà nói rồi đã không có việc bây giờ đúng không, anh cũng thông cảm đấy. Cái không có gì là có thì anh em cho... mình ở đây thì cũng toàn người thân biết thôi, đây là Tài là thằng em, anh em chơi với nhau chục năm nay rồi. Em thấy anh đầu tiên em không dám nhận. Nói xong rồi anh gửi như lần sau từ sang năm rồi đi rút kinh nghiệm nhá, đến đây có gì phải hỏi qua bọn anh. Mạnh đến đủ không Mạnh? Biết bao năm nữa không? Đếm đủ. Không có oai gì đấy nữa chứ. Thế mày vừa bị đánh có đâu? Cũng hơi đau. À thế ý mày sao? Thôi cứ bình tĩnh. Thôi. Đừng. Anh làm cái gì mà anh đòi đập máy rồi em? Hả? Tự nhiên đến cướp tiền người ta đòi đập máy. Thực ra bây giờ này, để mà nói là bộ các anh đánh nó là các anh sai rồi. Còn chẳng qua là bây giờ là thôi cũng toàn anh em. Thì bọn em coi như là thôi thì anh gửi lại tiền thì thôi thì cũng gọi đấm đá qua loa một hai cái thì xong thì thôi. Anh em toàn thanh niên thôi thì nó dễ giải quyết. Sao ông phải về ông bỏ không? Bây giờ đến chỗ khác làm cũng phải đi hỏi người khác. Cái chỗ này ai làm chưa? Thế ông mũ đỏ ông còn. Bao năm nay bọn tôi làm đấy. Thôi, hay rồi. Ông mũ đỏ ông còn đâu mất cái gì đó. Thôi không cùng. Ok được rồi, cái lỗi đấy là lỗi của anh em. Nhưng mà xong là xong. Cái lỗi không hỏi qua bọn anh là cái lỗi của anh em. Nhưng mà thực ra bọn anh đánh chúng nó bọn anh cũng là sai rồi. Và cướp tiền nó cũng là sai rồi. Thì hai bên đều có sai. Anh Mạnh nhá. Thôi thì anh em bỏ qua nhau. Chứ còn bây giờ mà đánh nhau là không được đâu. Đúng quan điểm như thế. Nhá. Thống nhất là anh em mình gọi là cũng toàn thanh niên dễ tính thôi. Có thể hôm nay gặp nhau xô xát, mai gặp nhau mời nhau cốc nước cốc bia bình thường. Thì thôi bỏ qua cho nhau. Rồi anh em mình không có gì thì chưa ấy thì mọi người bỏ qua đi. Đấy anh em mình đều thanh niên cả. Nóng tính thì cũng đều nóng mà gọi là bỏ qua nhau thì cũng bỏ qua. Thực ra thương cảm với thằng em này, cái hoàn cảnh nó khó khăn thôi. Nhưng mà nếu thằng phẳng như em thì em cũng không nào. Bọn tôi không biết. Bây giờ thì không bảo không biết, tự nhiên bây giờ có một hai thằng vào cướp miếng cơm manh áo bọn tôi làm sao mà... Thế thì bây giờ các anh bỏ khẩu trang ngay để em nhận ra lần sau em tránh. Thôi không cần bỏ khẩu trang được. Nói chung là cũng toàn chỗ anh em cần biết, hôm nay các anh ấy biết mặt chúng mày là được rồi. Không cần phải biết mặt các anh làm gì cả. Chỉ cần nhưng mà em bị đấm cái mắt, thâm mẹ mắt. Thâm thì thôi. Thế bây giờ mày muốn làm hay là mày muốn đánh nhau à? Không. Đánh nhau thì đấy với Tài anh em biết là đánh nhau rồi. Tài ông có giải quyết xong chưa? Nếu mà xong thì thôi. Thôi em ạ. Không nữa thì... Thôi thì... Thích làm sao thì... Thôi anh ạ, bây giờ thực ra không phải là thích cái việc mà... Có bị gì không? Việc thích hay không thích thì là... Bây giờ xảy ra đánh nhau thì bọn em cũng phải chiến đấu thôi. Cũng không ngại gì cả. Quan trọng là anh em mới muốn giữ cái di hòa vi quý thôi. Tức là tình cảm giữa anh em với anh Mạnh đã biết nhau thôi. Còn để mà đánh nhau thì em cũng không ngán. Em cũng không ngán. Không ngán. Đây là tại anh em quen biết nhau. Đây là người quen biết của anh mà.
thì tôi thì cái việc mình sai mình không hỏi, hoặc là cái việc các anh ấy sai các anh ấy động tay động chân với anh em thì thôi. Còn đâu muốn cho giữ cái vị hòa quý lần sau gặp nhau thì lại là bạn là bè thôi. Còn kia về kia không? Em đỡ rồi, qua chuyện đi. Đau nói đau sao phải nói đỡ? Thôi được rồi, thằng không phải nói nữa. Thôi anh ạ, thôi anh thông cảm nhé. Thôi chứ, đây là bạn nào mình cũng thay mặt mấy thằng em mình xin lỗi bạn cái câu chuyện hôm nay. Có gì bạn bỏ qua. Vâng. Thế là mình mới thấy Tài cũng là anh em hôm nay mới lên đây mới lại gặp lại. Anh là bạn của sư phụ à? Ừ, anh mới Tài anh em cũng chơi với nhau có gì thì chục năm nay rồi, nhưng mà lâu anh em cũng có dịp hôm nay mới gặp trên đây. Nói chung một cái câu chuyện nó là đều là hai bên đều là có sự xô xát với nhau thôi, anh em bỏ qua nhau. Để lần sau thì anh em lại là bạn là bè thôi. Cũng toàn anh em cũng không đi đâu xa lại cả nhé. Anh em thống nhất như thế nhé. Rồi, sang năm coi như là bọn em không làm nữa thì bọn anh thích làm bọn anh làm. Đấy. Còn bọn anh không làm thì em làm. Đúng em rồi, nhận anh em bắt tay thôi, anh em mình giảm hòa thôi. Lần sau gặp nhau thì không cây gỗ gì hết gì nữa. Ok. Thôi được rồi. Thế là được rồi nhé. Thế các anh đi nhé. Em đi bây giờ đi làm đây. Đang đi thì thấy ở mầm trên này thì xuống. Dao của em đâu? Đây, dao của mày đây. Cầm về tí giả cho chú ấy.